khủng hoảng Ukraine, Nga, Thủ tướng Anh nói về thời điểm hết sức nguy hiểm. Ngoại trưởng nhóm Bộ Tứ sẽ tập trung giải quyết sự ép buộc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Phóng viên Mỹ cho biết, cựu Tổng thống Trump nói ông vẫn giữ liên lạc với lãnh tụ kim của Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc muốn Trung Quốc thúc giục Nga làm điều đúng đắn với Ukraine. Không sợ Bắc Kinh trả đũa, dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Lít và vẫn tốt. Tôi Lâm xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi một phim Thế giới sáng ngày 11 tháng 2 của DKN TV. Kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Boris Johnson ngày 10 tháng 2 nói rằng, châu Âu phải đối mặt với thời điểm nguy hiểm nhất trong cuộc khủng hoảng an ninh lớn nhất trong nhiều thập niên, trong lúc có căng thẳng gia tăng giữa Nga và Ukraine. Phát biểu tại Brussels, Thủ tướng Anh cho biết ông hy vọng sự gian đem mạnh về chính sách ngoại giao kiên nhẫn có thể tìm ra lối vượt qua cuộc khủng hoảng nhưng tình hình là rất căng. Trong một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Thủ tướng Anh cho biết ông không tin rằng Nga vẫn chưa đưa ra quyết định về việc xâm lược Ukraine hay không, và tình báo của Anh vẫn còn chưa nắm bắt được nhiều. Khi được hỏi liệu Anh có cân nhắc tiến xa hơn trong việc hỗ trợ Ukraine, bao gồm hỗ trợ quân sự, cho lực lượng nổi dậy nếu Nga xâm lược hay không, ông Johnson nói rằng, ông sẽ xem xét những gì chúng tôi có thể cung cấp thêm. Nhưng hiện tại, chúng tôi nghĩ rằng gói giải pháp đã đưa ra là phù hợp. Cũng nằm trong chuỗi hoạt động ngoại giao của Vương quốc Anh, Ngoại trưởng Liz Truss cũng có mặt ở Moscow để gặp người đồng cấp ở phía Nga, trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Ben Sheerley sẽ tới Nga vào thứ sáu. Bà Truss nói với ông Sergei Lavrov rằng Nga nên từ bỏ kiểu đao to búa lớn chiến tranh lạnh và đối thoại với NATO để cải thiện an ninh châu Âu. Bà cũng kêu gọi Nga tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, nhưng Moscow muốn đảm bảo Ukraine sẽ không được phép gia nhập NATO. Ông Lavrov nói rằng, các cuộc đàm phán diễn ra đáng thất vọng và đây là kiểu người điếc nói với người mù. Những nỗ lực ngoại giao mới nhất được đưa ra khi Nga và đồng minh Belarus, quốc gia có biên giới với Ukraine, chuẩn bị bắt đầu các cuộc tập trận chung kéo dài 10 ngày. Hoa Kỳ đã mô tả động thái này là leo thang, trong khi Pháp cho rằng đây là một cử chỉ bạo lực. Thưa quý vị và các bạn, biến đổi khí hậu, COVID-19 và sự ép buộc của Trung Quốc ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương sẽ đứng đầu chương trình nghị sự của các ngoại trưởng của Bộ Tứ, họp tại Melbourne vào thứ Sáu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã đến Úc trong tuần này. Chính quyền ông Biden muốn cho thế giới thấy rằng trọng tâm chiến lược dài hạn của họ vẫn là khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Và một cuộc khủng hoảng chính sách đối ngoại lớn ở một khu vực trên thế giới không làm nước này sao lãng các ưu tiên chính của mình. Phát biểu với nhân viên lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Melbourne hôm thứ Năm, Ngoại trưởng Blinken cho biết Washington đang làm việc 24 trên 7 về cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng cũng tập trung vào Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, khu vực mà ông cho rằng sẽ là công cụ định hình phần lớn thế kỷ 21. Ông nói điều quan trọng là chúng ta phải hiện diện, chúng ta gắn bó và dẫn đầu trong khu vực này. Cả Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp Úc, Mary Payne đều cho biết, yếu tố chính trong cuộc thảo luận của nhóm bộ tứ gồm Úc, Mỹ, Nhật Bản và Ấn Độ sẽ tập trung vào việc thiết lập một môi trường khu vực không bị ép buộc, một động thái che giấu tham vọng kinh tế và quân sự bành trướng của Bắc Kinh ở Ấn Độ, Thái Bình Dương. Bà Pei nói trong một tuyên bố hôm thứ Năm, Chúng ta là một mạng lưới quan trọng của các nền dân chủ tự do, cam kết hợp tác thiết thực và bảo đảm tất cả các quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, dù lớn hay nhỏ, có thể đưa ra các quyết định chiến lược của riêng mình mà không bị ép buộc. Phát biểu với các phóng viên trên đường bay Melbourne, Ông Blinken mô tả bộ tứ là một cơ chế mạnh mẽ để cung cấp vaccine trên toàn thế giới, cũng như đẩy lùi chống lại sự xâm lược và cưỡng bức ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nhưng không nêu tên Trung Quốc. Các ngoại trưởng sẽ làm việc để thúc đẩy các mục tiêu đó, nhưng không có khả năng công bố các cam kết mới và phải chờ đến hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo bộ tứ ở Nhật Bản vào tháng 5 mà Tổng thống Joe Biden dự kiến tham dự. Thưa quý vị, theo một bài báo hôm thứ Năm, Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nói với các cộng sự rằng ông vẫn giữ liên lạc với chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un kể từ khi ông rời tòa bạch ốc. Phóng viên Maggie Haberman của tờ New York Times nói với CNN: "Như chúng tôi biết, ông ấy cứ như bị ám ảnh về mối quan hệ này. Điều tiết lộ này nằm trong cuốn sách sắp ra mắt của bà viết về ông Trump mang tên The 'Confidence Man'. Cụm từ này có nghĩa đen là người đàn ông tự tin nhưng cũng có nghĩa bóng là kẻ lừa đảo." Năm 2018, ông Trump từng tuyên bố gây nhiều chú ý rằng ông ấy và ông Kim trở nên yêu quý nhau sau khi trao đổi thư từ. Nhưng hai cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên đã không ngăn được việc Triều Tiên thử tên lửa hay tung ra những lời lẽ gay gắt. Bà Haberman nói, tuyên bố của ông Trump không thể kiểm chứng được và có thể không đúng sự thật. Bà nói thêm rằng, ông Kim là nhà lãnh đạo nước ngoài duy nhất mà ông Trump cho hay ông vẫn giữ liên lạc Báo Washington Post cho tin, các trao đổi thư tử với ông Kim nằm trong số các tài liệu lưu trữ của Tổng thống, chứa trong 15 thùng tài liệu mà cơ quan lưu trữ quốc gia cho biết họ thu thập được vào tháng trước tại dinh thự của ông Trump tại Florida. Thưa quý vị và các bạn, đặc phái viên Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Năm cho biết, bà hy vọng Trung Quốc sẽ thúc giục Nga làm điều đúng đắn với Ukraine. Người đồng cấp Trung Quốc nhanh chóng đáp lại bằng lời kêu gọi ngoại giao và chấm dứt thổi phồng căng thẳng. Tuần trước, Tại Liên Hợp Quốc hôm 31 tháng 1, Trung Quốc là nước duy nhất cùng với Nga bỏ phiếu chống để ngăn Hội đồng Bảo an tổ chức phiên thảo luận về việc Nga tăng cường quân đội ở biên giới Ukraine với Nga và Belarus. Các nhà ngoại giao phương Tây hy vọng có thể thuyết phục Bắc Kinh không đứng về phía Nga nếu Moscow xâm lược Ukraine bằng cách tập trung vào chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không miêu tả tình hình Ukraine như căng thẳng giữa các cường quốc toàn cầu. Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên hợp quốc Linda Thomas-Greenfield nói với CNN hôm thứ năm: "Chúng tôi hy vọng rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò trong việc khuyến khích Nga làm điều đúng đắn. Trung Quốc đã bày tỏ mối quan tâm mạnh mẽ cho Hội đồng Bảo an về việc bảo vệ sự toàn vẹn của biên giới và chủ quyền của các quốc gia. Đây chính là những gì Nga đang làm, họ đang đe dọa sự toàn vẹn của biên giới." Bà Thomas Greenfield cho biết bà mong người đồng cấp Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Trương Quân, tập trung vào thông điệp đó. Ông Trương đã nhanh chóng phản hồi bình luận của bà trên Twitter. Đại sứ Trương viết, Thông điệp của chúng tôi nhất quán và rõ ràng. Giải quyết mọi khác biệt thông qua ngoại giao, hãy ngừng thổi phồng căng thẳng. Nhưng lo ngại về an ninh chính đáng của Nga cần được giải quyết một cách nghiêm túc. Thưa quý vị, Đài phát thanh và truyền hình quốc gia Litva LRT ngày 9 đưa tin, Tada Povilowska là nhà kinh tế trưởng của ngân hàng lớn nhất Litva cho biết, mặc dù Litva phải chịu sự trả đũa thương mại từ Trung Quốc đại lục về vấn đề Đài Loan, nhưng trong ngắn hạn tăng trưởng kinh tế sẽ không hề bị ảnh hưởng. Nền kinh tế của Litva dự kiến sẽ tăng trưởng 3,5% vào năm 2022. Tuy nhiên, vẫn có thể có rủi ro đối với triển vọng tăng trưởng chung và dài hạn do sự lo ngại của các nhà đầu tư. Vào tháng 12 năm 2021, Litva đồng ý cho Đài Loan thành lập văn phòng đại diện của Đài Loan tại Vinius thủ đô của nước này, làm giấy lên sự bất mãn từ Bắc Kinh khiến đình chỉ hầu hết các hoạt động xuất khẩu của Litva. Nhập khẩu quan trọng hơn xuất khẩu Mặc dù theo số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc Đại lục vào tháng 12 năm 2021, xuất khẩu của Litva sang Trung Quốc Đại lục đã giảm 91%, nhưng chuyên gia Povilaska tin rằng điều quan trọng hơn là nhập khẩu hàng hóa đại lục của Litva vẫn ổn định. Ông Povilaska giải thích rằng, Thiệt hại đối với nền kinh tế Litva từ đòn trả đũa thương mại của Bắc Kinh không phải là vấn đề, bởi vì xuất khẩu của Litva sang đại lục chỉ chiếm 1% tổng xuất khẩu của Litva. Nhưng đối với sự tăng trưởng kinh tế của Litva, việc duy trì nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc quan trọng hơn nhiều so với xuất khẩu hàng hóa vào Trung Quốc. Vì Litva dựa vào hàng hóa trung gian mua từ đại lục nên nó sản xuất hàng hóa xuất khẩu để duy trì tăng trưởng kinh tế. Nói cách khác, nếu lượng hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc của Litva giảm mạnh sẽ mang lại rủi ro kinh tế, May mắn thay, số lượng hàng hóa nhập khẩu của Litva từ Trung Quốc đại lục vẫn tăng gấp 5 lần. Vítmantas Zanulevicius, Chủ tịch Liên minh các nhà công nghiệp Litva cũng xác nhận quan điểm này. Tuy nhiên, ông cũng nhắc nhở rằng Bắc Kinh đã phát hiện ra rằng Litva phụ thuộc vào hàng hóa trung gian từ đại lục và đã bắt đầu ngăn cản việc vận chuyển một số nguyên liệu chiến lược đến Litva. Nhưng cho đến nay, tranh chấp với Bắc Kinh vẫn chưa đến mức tác động đáng kể đến triển vọng tăng trưởng kinh tế của Litva nền kinh tế sẽ không thay đổi trong năm nay và năm sau. Ông Povilaska dự báo kinh tế cho năm nay và năm sau sẽ không thay đổi với nền kinh tế Litva tăng trưởng 3,5% vào năm 2022. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng rủi ro kinh tế dài hạn ở Litva sẽ gia tăng chừng nào Bắc Kinh tiếp tục phản kháng mạnh mẽ. Đặc biệt, việc đại lục tiếp tục gây sức ép buộc các công ty quốc tế của nước thứ ba từ chối sử dụng hàng hóa của Litva, điều này có thể ảnh hưởng chủ yếu đến nền kinh tế Litva khiến một số công ty phải tạm dừng kế hoạch đầu tư vào nước này. Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 10 tháng 2, Ban Bình luận Nhân dân Nhật báo của Trung Quốc đã đăng một bài báo ở trang số 5 của tờ báo với tiêu đề Hiểu đúng và nắm bắt để ngăn ngừa và giảm thiểu các mối nguy hiểm lớn. Bài báo dài này cuối cùng đúc kết lại thành một câu, đó là Duy trì chế độ này thật khó. Trên các phương tiện truyền thông chính thống ở phương Tây, dường như không có đảng phái chính trị nào hàng ngày cường điệu về những nguy cơ lớn, Tuy nhiên, sự nguy hiểm dường như đặc biệt ưu ái chế độ Bắc Kinh và dường như đến từ nhiều nguồn khác nhau. Nhân dân Nhật Báo là cơ quan ngôn luận của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và bài báo bình luận của nó thể hiện thái độ chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bài báo ngay từ đầu đã nói, để phối hợp tốt hơn giữa phát triển và an ninh và để duy trì điểm mấu chốt an ninh của mô hình phát triển mới, bài viết cũng nói rằng, cái gọi là khả năng sống sót cần được tăng cường trong tất cả các loại sóng bão có thể dự đoán và không lường trước được vân vân. Tác giả Tân Thụy của kênh Apollo Wang nhận định rằng, nói chung khi người ta kêu gọi giữ điểm mấu chốt, thường là họ chỉ còn một bước nữa là không thể giữ được điểm mấu chốt cuối cùng. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là tờ báo đảng lớn nhất của Trung Quốc đã xác nhận rằng có rất nhiều cơn bão có thể đoán trước và không thể đoán trước được xung quanh chế độ Bắc Kinh. Điều này có thể giải thích lý do tại sao nhân dân Nhật Báo xuất bản bài báo này như thế vì Đảng Cộng sản Trung Quốc đang bị bao vây từ mọi phía sẽ hoàn toàn có thể bị lật úp giữa biển bão. Bài báo cũng mô tả cụ thể rằng tình hình quốc tế là suối ren, môi trường xung quanh là phức tạp và nhạy cảm. Nhiệm vụ đổi mới, phát triển ổn định là khó khăn và gian khổ, và những nguy cơ, thách thức phải đối mặt là chưa từng có. Tại hội nghị công tác kinh tế trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức vào cuối năm ngoái, một trong những khía cạnh là hiểu đúng, nắm bắt để phòng ngừa và giải quyết những mối nguy hiểm lớn. Và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng coi việc ngăn ngừa và giải quyết các mối nguy lớn là một trong cái gọi là ba cuộc chiến cam go. Muốn tất cả mọi người đánh trận chiến cam go, có thể hình dung rằng những rủi ro chính mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt là rất lớn. Theo bài báo, ông Tập Cận Bình đã đưa ra những yêu cầu rõ ràng cho năm 2019 về việc ngăn chặn và giảm thiểu những nguy hiểm lớn trong các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, khoa học và công nghệ, xã hội, môi trường đối ngoại và xây dựng đảng. Dường như tất cả các loại sóng gió bão tố đều đến từ mọi khía cạnh. Bài bình luận của Nhân dân Nhật Báo đã đề cập cụ thể đến rủi ro tài chính và danh hẳn một đoạn về nó Đáng chú ý là đề cập đến yêu cầu phòng ngừa rủi ro tài chính thứ cấp trong quá trình xử lý rủi ro ở các lĩnh vực khác và quy gọn trách nhiệm tự cứu của doanh nghiệp. Bài báo thừa nhận, vẫn còn nhiều rủi ro và thách thức có thể dự đoán và khó lường trên con đường phía trước. Cả trong nước và quốc tế, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và các lĩnh vực khác cũng như tự nhiên, truyền thống và bất thường. Vì vậy, cần hết sức cảnh giác cao độ trước sự kiện thiên nga đen và cũng cần đề phòng sự kiện tê giác xám. Nói một cách dễ hiểu, đó là duy trì chế độ này thật khó. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc đã tăng gấp đôi nỗ lực hỗ trợ tài chính cho các quốc gia thân Trung Quốc, đã cử các nguyên thủ quốc gia tới Thế vận hội và gặp trực tiếp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình. Các chuyên gia gọi động thái mới đây là dấu hiệu của ngoại giao hối lộ. Trong vòng 3 ngày đầu tiên của Thế vận hội, ông Tập đã có các cuộc hội đàm với các nhà lãnh đạo nước ngoài từ hơn 20 quốc gia và trao đổi cho họ các hợp đồng mua bán trị giá hàng tỷ đô la hoặc các chương trình hỗ trợ khác. Ông Tập đã ký gần 20 hợp đồng dầu khí trị giá khoảng 117,5 tỷ đô la Mỹ với Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 4 tháng 2, ngày khai mạc Thế vận hội. Vào ngày sau, ông Tập đã gặp 5 tổng thống đến từ các quốc gia Trung Á, bao gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbek, Tajik và Turkmen cùng những quan chức khác. Mười ngày trước cuộc gặp trực tiếp, ông Tập đã nói chuyện với họ qua liên kết video và thông báo rằng Trung Quốc sẽ cung cấp khoản hỗ trợ trị giá 500 triệu đô la Mỹ cho năm quốc gia trong 3 năm tới. Ngày hôm sau, ông Tập đã hội đàm với Tổng thống Argentina Alberto Angel Fernandez và ký một biên bản ghi nhớ. Với sự giúp đỡ của ông Tập, Argentina đã tham gia sáng kiến vành đai vào con đường của Trung Quốc. Đổi lại, Argentina sẽ nhận được khoản tài trợ hơn 23 tỷ đô la Mỹ từ Trung Quốc. Trong thời gian ở đây, ông Fernandez đã đến thăm một phòng triển lãm về lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nhà tưởng niệm Mao Trạch Đông, một trong những người sáng lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và một trung tâm công nghệ của tập đoàn thiết bị viễn thông khổng lồ Huawei của Trung Quốc. Ông Fernandez trở thành nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm phòng trưng bày lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một số học giả cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể phải chịu trách nhiệm cho 60 triệu đến 80 triệu cái chết bất thường dưới sự cai trị của chính quyền này bắt đầu từ năm 1949. Mao, nhà lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phát động cách mạng văn hóa vào những năm 1960, khiến đất nước đông dân nhất thế giới rơi vào hỗn loạn. Huawei đã bị giám sát gắt gao tại Hoa Kỳ vì lo ngại rằng các sản phẩm của họ có thể bị chính quyền Trung Quốc sử dụng để làm gián điệp hoặc làm gián đoạn mạng lưới truyền thông. Mật khẩu rút tiền, hoạt động trong ngoại giao của Trung Quốc Chuyên gia về Trung Quốc Lý Lâm Nhất nói với Epoch Times trên bình diện quốc tế, bất kỳ nhà nước nào ủng hộ chính quyền Trung Quốc hoặc lập trường của họ sẽ dễ dàng nhận được viện trợ kinh tế từ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cư dân mạng so sánh một cách hài hước, điều đó giống với mật khẩu để rút tiền. Nói cách khác, hỗ trợ đó đáp ứng chính xác những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu trước khi trao đi lợi ích tài chính. Cựu phó giáo sư của Đại học Sư phạm Thủ đô Bắc Kinh, Lý Nguy Hoa cho biết, ông Tập đã nuôi dưỡng một giấc mơ hão huyền rằng các nhà lãnh đạo nước ngoài nên đến Bắc Kinh và chào đón đất nước của ông như một cường quốc thế giới. Ông Lý nói, ông Tập đã giao cho Tổng thống Nga rất nhiều lời đề nghị để đánh bóng hình ảnh của ông ấy, vì thế văn hội bị nhiều nước tẩy chay. Tuy nhiên, không ai sẽ phản ánh về số tiền của người đóng thuế đã bị lãng phí vì lợi ích của sự kiện này. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cho phép Thủ tướng James Marev của Papua New Guinea xuất hiện tại lễ khai mạc ngày 4 tháng 2, mặc dù ông đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 khi đến Bắc Kinh một ngày trước đó. Tiến sĩ Liên Xô của Úc nói với Epoch Times, trên thực tế Bắc Kinh đang chi tiền để thu hút những quốc gia đó. Điều này rõ ràng giống với ngoại giao hối lộ hoặc ngoại giao đô la. Ông bình luận, mặc dù nhiều công dân trong nước vẫn sống ở các vùng miền núi nghèo đói, nhưng Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền thích xa hoa trong chính sách ngoại giao của mình. Thưa quý vị, mục tin Thế giới sáng của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Snapchat, một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin tiếp theo.